Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Con gái Phi Nhung tươi tỉnh cười nói, làm rõ thông tin mẹ còn sống sau gần 49 ngày mất. Ca sĩ Phi Nhung đã rời quê hương trên một chuyến bay đặc biệt mà cô không muốn và cũng chẳng ai muốn như vậy. Cô đã sống và cống hiến bằng trái tim, tấm lòng của nhà Phật và đã về với cõi Phật. Từ nay dân khấu dòng nhạc chữ tình Việt đã vắng bóng cô ca sĩ đa tài, đa cảm, đa đoan và đa mang. Xưa nay ít thấy ca sĩ gốc Việt nào qua đời mà hàng loạt các ngôi chùa từ trong đến ngoài nước đã làm lễ cầu siêu để tưởng nhớ, tưởng niệm như ca sĩ Phi Nhung. Và cũng hiếm có ca sĩ nào khi nằm xuống đã khiến cho biết bao người khóc thương cô. Ngay từ lúc sinh ra, Phi Nhung đã gặp bất hạnh là không biết bố là ai. Đến năm 8 tuổi thì mẹ mất vì một tai nạn, bố dượng sau đó lấy vợ khác. Mất thêm một điểm tựa, Phi Nhung phải đưa năm em rời cam danh về Pleiku cool sống, thay mẹ nuôi năm em nhỏ cùng mẹ khác cha. Đó là những quãng đời trong một tuổi thơ sớm chịu nhiều khổ đau, mất mát và cơ cực. Sống những năm tháng lạnh lùng tình thiếu vắng tình yêu thương của đấng sinh thành. Phi Nhung trở thành ca sĩ không trải qua một trường lớp đào tạo nào nhờ giọng hát trời phú cô đã vươn lên khẳng định mình để mưu sinh và cống hiến từ khi sang mỹ theo diện con lai trước khi đi hát cô đã làm đủ nghề cái nghề thợ may đã giúp cô từng bước khẳng định bệ phóng vững chắc trước khi sang nghiệp cầm ca như một cái duyên để cô may vá áo quần và sau này cô đã may vá luôn những mảnh đời bất hạnh khâu lại những vết thương lòng và làm lành lặn những cuộc đời làm mẹ đơn thân lúc 20 tuổi nơi xứ người càng gian nan, vất vả. Để có những ca khúc đầu tiên ra đời khi cô không hề được đào tạo bất cứ nốt nhạc lý nào, cô đã khổ luyện vào các studio tập học sướng âm, hát theo giọng bắc để theo đuổi dòng nhạc chữ tình, tập hát thật tròn vành, rõ chữ. Cô vừa hát, tự thu tự in đĩa và cũng tự đi tiếp thị bán đĩa của mình cho một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại suốt 7 năm trời mới có hợp đồng chính thức. Trong nhiều ca sĩ gốc Việt ở hải ngoại, Phi Nhung là ca sĩ thể hiện thành công nhất, sâu sắc nhất, xúc động nhất nhiều bài hát trữ tình về miền Tây Nam Bộ. Phi Nhung đã hát về quê hương bằng đúng chất giọng Nam Bộ với chiếc áo bà ba, khăn rằn quen thuộc của miền sông nước với mở đầu những câu hò thiết tha, sâu lắng. Chỉ có một tình yêu sâu sắc với quê hương, với nguồn cội mới giúp cô có thể hát như rút ruột các ca khúc trữ tình, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả như vậy. Tôi tin rất nhiều người trong cộng đồng người Việt đang ở xa tổ quốc vì mưu sinh. Bỏ tổ quốc vì nhiều lý do khi nghe Phi Nhung hát những ca khúc về quê hương sẽ gợi cho họ sự thổn thức, nhớ Nhung, muốn trở về với quê nhà. Năm 2005 Phi Nhung về nước biểu diễn và bắt đầu một hành trình hát để thiện nguyện từ tâm nguyện. Hát để kiếm tiền làm từ thiện. Hát bằng một tấm lòng của một Phật tử. Năm 2007, cô thành lập trại trẻ mồ côi tại Chùa Pháp Lạc, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và bắt đầu nhận nuôi 13 đứa con mồ côi và cho đến thời điểm trước khi cô mất cô đã có 23 người con nuôi. Là một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng. Cô đã hy sinh nhiều thú vui của đời thường và cả một mái ấm hôn nhân gia đình để dồn hết thời gian, tâm sức, dồn hết tình thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em mồ côi, cờ nhỡ. Cô đã chọn sống độc thân để nuôi đàn con vì cô cũng đã từng là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ nên thấu hiểu nỗi đau khổ, sự thiệt thòi của những trẻ em mồ côi. Cô nuôi các con làm mẹ của nhiều đứa con dạy dỗ và trao gửi tình yêu thương cho các con để bù đắp cho những đứa trẻ thiệt thòi song đó cũng là cách để cô tự chữa lành những vết thương lấp đầy những chồng vắng nỗi đau của bản thân với những ký ức tuổi thơ cô đơn và bất hạnh điều mà tôi thấy cách thiện nguyện của cô rất khác so với nhiều người khác không thông qua các tổ chức mang tên thiện nguyện không ồn ào ầm ĩ trên truyền thông báo chí không gửi một cục tiền cho người khác làm thiện nguyện hộ mình Nuôi một đứa con đẻ đã không hề đơn giản, đằng này nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi, cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ khi các con mới chỉ mấy tháng tuổi, nếu không có tình yêu thương như biển lớn, cô không thể làm được. Cô đi hát, mở thêm các nhà hàng cơm chay, làm mọi thứ cũng chỉ để có tiền nuôi các con nuôi, để làm thiện nguyện trong cộng đồng. Các con nuôi của cô được đi học ở trường tư với chi phí cao, được có xe đưa đón và được cô dạy dỗ trao truyền nghề hát cho những bé có năng khiếu. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, cô không nỡ nhìn đồng bào mất mát trong khổ đau, không đành rời quê hương về Mỹ để bảo toàn và an toàn. Phi Nhung đã ở lại, đã lăn xả, sông pha thân mình giữa Sài Gòn trong tâm dịch đầy nguy hiểm. Cô góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chở gạo, rau cho người nghèo, sắn tay tham gia nấu bếp ăn tình thương, mang cơm đến những người vô gia cư. Có nhiều lần Phi Nhung đã tâm sự, thở ấu thơ cô có một trong ba ước nguyện, làm thợ may giỏi, làm ca sĩ hát hay và trở thành sư cô. Cả hai ước nguyện đầu, Phi Nhung đã làm tốt. Ước nguyện thứ ba để trở thành sư cô giúp đời thì Phi Nhung đã không còn cơ hội nhưng cô đã là một Phật tử mang nhiều thiên chức thiêng liêng. Cả cuộc đời đầy khổ cực của cô như một con tầm rút ruột nhà tơ. Cả một cuộc đời nhiều dung bão nhưng đầy ý chí và niềm tin để vượt khổ, lập thân, lập nghiệp để thành danh. Cô đã thay mẹ nuôi năm em khôn lớn, mua đất, làm nhà cho các em. Cô đã tạo tần nuôi nấng con gái ruột nguyên đi phạm trưởng thành. Cô đã thay đời cưu mang nhiều thân phận mồ côi và nhiều người con nuôi của mẹ Phi Nhung bây giờ đã chọn và đang đi vững chắc trên con đường nghệ thuật mà cô dẫn đường. Đó là những lý do để cắt nghĩa tại sao sau khi nghe tin cô bị nhiễm COVID-19, rất nhiều người đã lo lắng và cầu nguyện cho cô mau khỏi. Nhưng số phận một lần nữa đã không may mắn với cô. Cô ra đi đã kết lại một hành trình thiện nguyện bằng thiện tâm còn giang dở. Cô đã ngoan cường chiến đấu để giành giật sự sống đến hơi thở cuối cùng ở bệnh viện trợ giấy. Khi biết tin Phi Nhung tắt thở, hàng triệu khán thính giả trong và ngoài nước mến mộ cô đã bàng hoàng. Các đồng nghiệp đã rất sốc và thương nhớ cô. Rất nhiều chùa đã tổ chức lễ tưởng nhớ, tưởng niệm, cầu siêu cho linh hồn của cô. Họ khâm phục cô ở tài năng và tất cả những cống hiến cho nghệ thuật chân chính, cho quê hương. Họ kính quý cô ở ý chí vượt khó, vượt khổ để thành danh. Họ cảm phục và biết ơn cô ở tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Và họ thấy vô cùng nuối tiếc đau xót vì không còn thấy một ca sĩ phi nhung tài năng một Phật tử phi Nhung với đức hy sinh vô bờ bến trên cõi đời này. Đó cũng là lý do đầy thuyết phục để ngay sau khi Phi Nhung mất, ban văn hóa của giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tặng Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình bằng tuyên dương công đức vì những đóng góp tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị ép không trong chiến dịch chống COVID-19 vừa qua. Đó cũng là lý do rất xứng đáng để ngày 2 tháng 10 vừa qua, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng Nhà nước nhắc đến các cá nhân đã xả thân vì cộng đồng, hy sinh cả tính mạng trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, trong đó có Phi Nhung. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói, đã có nhiều hy sinh, tổn thất, mất mát, đau thương và cả sức mạnh kiên cường, đoàn kết, lòng nhân ái, tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh. Đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy. Tôi vẫn luôn tin. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người dù không theo đạo Phật nhưng luôn có tấm lòng của Phật, vẫn thay thế Phi Nhung để tiếp tục hành trình thiêng liêng ấy cho cộng đồng, cho quê hương, tổ quốc. Khi đất nước trải qua gian nan, mất mát bởi thiên tai, dịch bệnh thì nghĩa đồng bào, tình quê hương là một sợi dây vô hình kết nối lại với nhau để đưa đất nước từng bước vượt qua gian khó, khổ đau. Hơn 20 năm đồng hành trên sân khấu, Mạnh Quỳnh phi nhung là cặp đôi ăn khách với nhiều ca khúc đình đám trải qua bao thăng trầm tiếng hát của đôi song ca này đã trở thành bất hủ trong lòng công chúng yêu nhạc nhưng giờ đây chỉ còn lại mạnh quỳnh một mình trên sân khấu khiến khán giả chạnh lòng với nam ca sĩ bản thân lúc nào cũng là người giàu năng lượng tâm huyết với nghề mạnh quỳnh gọi phi nhung là một người lớn lao trong cuộc đời mình vì đã gắn với rất nhiều cột mốc vinh quang trong sự nghiệp ca hát của anh nhắc về người tình âm nhạc phi nhung anh vẫn chiều mến cô ấy là người rất chuẩn mực khi làm việc chung quý vị mới thấy sự bền bỉ hăng say của cô ấy dù chúng tôi hát chung rất lâu nhưng ngoài đời không gặp nhau nhiều vì có cuộc sống riêng nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhắn tin trò chuyện với nhau rất nhiều mỗi lần phi nhung stress đều nhắn tin tâm sự với tôi tôi là người an ủi xoa dịu cô ấy bên cạnh đó Giọng ca đêm cuối cùng bên nhau còn khẳng định Phi Nhung sinh ra đã mang sứ mệnh giúp đỡ mọi người và không bao giờ nghĩ đến bản thân. Chính vì thế, khi nữ ca sĩ phải nhận những lời cay nghiệt từ dư luận, Mạnh Quỳnh vô cùng đau lòng và nhấn mạnh rằng trên người Phi Nhung không bao giờ đeo một chiếc nhẫn hột xoàn, không bao giờ đeo một sợi dây chuyền vàng hay một đồng hồ hiệu. Nếu ai nói Phi Nhung làm điều gì để trục lợi cho bản thân thì những người đó nên vào chùa. Nhà thơ sám hối, tự nhận xét lại bản thân mình trước khi bình phẩm một người nào đó, nhất là Phi Nhung. Đồng thời, dòng ca tình nghèo còn tâm sự rằng Phi Nhung không muốn bản thân bị dư luận tấn công nên không cho anh lên tiếng hay chia sẻ bất kỳ điều gì tại thời điểm đó. Virus gây nên bệnh tật, cướp đi sinh mạng nhiều người. Nhưng thứ virus về lòng người càng đáng sợ hơn. Sau vụ lùm xùm ở Việt Nam, phi nhung rất buồn và có nhắn tin tâm sự tôi hỏi rằng bà có muốn tôi lên tiếng không vì tôi nói người ta sẽ tin phi nhung trả lời rằng thôi ông ơi bao năm nay ông là người tốt rồi bây giờ ông có ra nói gì cũng bị người khác bóp méo bản thân tôi ngồi trên chảo dầu rồi người ta muốn làm gì thì làm ông hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình đi phi nhung luôn là người che chở cho tôi mạnh quỳnh chia sẻ trong nước mắt những ngày tháng cuối đời phi nhung vẫn còn nhiều điều giang dở chưa hoàn thành dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng mạnh quỳnh luôn theo dõi quan tâm tình hình của bạn nam ca sĩ từng tiết lộ rằng bao nhiêu tin nhắn tôi còn giữ phi nhung nói từng đi xét nghiệm âm tính sẽ sớm về mỹ hát cùng tôi chúng tôi còn định hát bài thiệp hồng anh viết tên em phi nhung luôn nhắn nhủ tôi yên trí gửi hình tập thể thao cô ấy luôn nói với tôi rằng hãy cố gắng hát phục vụ khán giả đến lúc về già hơn thế nữa anh còn cho biết nhiều bạn bè là người nước ngoài cũng gửi vòng hoa đến tận nhà anh để chia buồn khi hay tin phi nhung qua đời phi nhung mạnh quỳnh được khán giả biết đến là hai giọng ca ăn ý tại các sân khấu hải ngoại cả hai hiểu nhau từ sân khấu đến ngoài đời phi nhung từng nói rằng mạnh quỳnh chính là người tình không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới hơn 20 năm đồng hành cùng nhau trong nghệ thuật. Cả hai từng ghi dấu qua các ca khúc, căn nhà màu tím, sầu tím thiệp hồng, tân cổ giao duyên, thất tình ca. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.